Đến khi nào mới có nụ hôn đầu tiên? Sau đó mấy ngày thì... Mấy ngày? Bữa tối đây em làm xong em chạy qua. Và sau khi em tặng cho cô ấy một nụ hôn bất ngờ thì cái phản ứng của cô ấy như thế nào? Dạ, bạn chạy mất cỡ, ngập ngừng không nói gì hết. Không, không em, nhưng mà kiểu em giật ra rồi là lúc đó là kiểu chưa có chọn phản ứng đâu. Dạ, không tính cái đó. Dạ, còn cái nụ hôn là gọi là chính thức lắm là ở nhà ổng ạ. Dạ. Dạ, trong cái phòng của ổng thì lúc đó là em sắp về rồi thì em mới bước ra khỏi phòng. Ông định kia ổng cứ đè em vô tường, ông này kỳ không cho xuống cầu thang luôn, đứng cứ chặn hết bên này và chặn tay bên kia, không có cho em đi. Sao quần đó? Dạ, sao quần. Ở trong nửa tiếng đồng hồ xong mới hôn em được. Chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thận và chào quý khán giả. Là em tên là Cao Phạm Bình Minh, hiện tại là đang sinh sống và làm việc ở Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Bình Minh năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 28 tuổi ạ. 28 tuổi hả? Dạ. Trời ơi em trẻ quá Minh ơi. Bình Minh. Rồi mời em. Dạ, em chào anh Quốc Thận và chị Hồng Vân. Chào quý vị khán giả. Em tên là Phạm Quỳnh. À, năm nay em được 22 tuổi, hiện tại em là sinh viên mầm non. Ủa tụi em cưới nhau bao lâu rồi? Dạ được 1 năm 4 tháng rồi ạ. Có em bé chưa nè? Dạ được 4 tháng rồi ạ. À vậy hả? Dạ. Nhưng mà nó nghe nè, quen lâu không? Cũng được 1 năm rồi mới cưới. Quen một trà, như vậy cũng nhanh ha. Thôi bây giờ kể cho anh chị nghe cái câu chuyện của hai em lần đầu tiên gặp nhau là ở đâu? Rồi em có ấn tượng gì về cái cô giáo mầm non này? Dạ là chị họ em giới thiệu. Rồi cái lúc mà gặp nhau thì em thấy bé này sao? Có đúng ý của em, đúng gu của em không? Dạ đúng gu. Đúng gu luôn. Ủa nhưng mà nó nghe nè, lần đầu tiên em gặp bé là lúc đó là gặp ở quán cà phê hay là chị họ dẫn đến cái trường mầm non mà bạn này đang làm? Dạ là qua nhà chị họ chơi luôn. Bà chị họ là bạn thân của em nữa. Nên là cứ gọi gây gu ghí với em là ông anh tao thế này thế kia rồi hiền lắm. Nhưng mà có lúc đó là chỉ là tập trung vô học để lo tốt nghiệp đồ này nọ thôi, chứ không có nghĩ là sẽ quen ông này. Thì cứ hẹn nhau đi chơi hoài nhưng mà em cứ từ chối. Cái tới hôm đó là nhà bà mở tiệc, cái mời em đi chơi xong mới gặp ông xã của em. Người gặp có thích liền không? Dạ không, trời ơi, con trai gì đâu mà trắng. Trắng ơi là trắng luôn, trắng như người Tây vậy á. Mà cái bụng bự vậy phải không? Dạ, nhưng mà cái bụng á thì bự như bụng bia vậy á. Bự lắm mà gặp lúc đầu không thích rồi. Mà mình đã không thích là mình sẽ không giữ cái hình tượng đẹp đẽ. Người ta suy nghĩ cái gì thì cứ mặc kệ. Như vậy là sau đó chắc có lẽ là Bình Minh phải nói là liên tục dùng những cái chiêu để mà theo đuổi cô này đúng không? Dạ. Theo đuổi dữ lắm ha. Bao lâu mới dính? Cỡ một tháng. Nhắn tin ngoài là tôi này không trả lời. Lâu quá. Tới 30 ngày rồi. Tới thật 30 ngày mới dính được. Ừ. Dạ cái thời gian mà một tháng đó là ngày nào ông cũng nhắn tin. Sáng vậy là 5 giờ sáng, 6 giờ sáng vậy là chúc cô gái của tôi một ngày tốt lành rồi này kia. Nhưng mà lúc đầu mình thấy rất là phiền. Được tuần 2-3 tuần vậy á thì cũng thấy hỏi hoài thì cũng thấy kỳ thôi, cũng trả lời xong rồi cái qua lại á rủ đi xem bắn pháo bông đồ. Cái em cũng đồng ý đi. Nhà em với nhà ảnh ở xa không? Xa, rất là xa. Em thì ở lúc đó ở dưới Long An lận, còn ổng thì ở bên Gò Vấp, mà muốn chạy về cũng cỡ một tiếng 15-20 phút đồng hồ. Mà thấy thương lắm ạ. Tại vì đi làm về là 8 giờ, 9 giờ mới bắt đầu tan làm. Cái giờ đó mới bắt đầu chạy xuống Long An. 9 giờ tối luôn? Dạ đúng rồi. Wow. Rồi mấy giờ về? Chơi với em đâu tới 10 giờ, 10 rưỡi cái bắt đầu phải chạy về. Về tới đó cũng đâu là gần 12 giờ kém mấy rồi. Mà hai đứa thường đi chơi ở đâu? Ở công viên ở dưới Long An hay là chơi trước cửa nhà? Dạ không có được mà đi lâu đâu. Đi chơi thì cũng quán trà sữa này nọ phải về liền. Tại vì ba mẹ em thì nói không phải chứ khó lắm. Khó ơi là khó luôn. Cứ mắng ông này hoài à. Con đi làm vậy hả? Con xuống đây đi chơi khuya vậy hả? Rồi thời gian con làm sao? Con sắp xếp làm sao? Sáng con phải dậy sớm con đi làm nữa. Rồi cứ mắng ông này hoài vậy mà. Nhưng mà mắng là mắng yêu hay là mắng thích hay là mắng không lần thích? Lần đầu gặp là ba mẹ rất thích. À rất phải thích. Kể như dạ. Vậy đó. Nhưng mà kiểu cũng quan tâm á. Khi mà quen nhau rồi đó là một tuần 5-6 ngày là ông chạy liên tục như vậy. Cứ tối nào cũng chạy xuống vậy đó. Dạ đúng rồi. Tới nỗi mà hả, giường của em á phải la ổng luôn, đuổi về luôn á. Mà đuổi ổng về là ổng đứng ngoài cổng ổng khóc. Ổng khóc vậy đó, mẹ em phải ra năn nỉ. Thôi con đừng khóc nữa, vô đi giường nói vậy thôi chứ cũng không có vấn đề gì đâu. Mà khóc sao, khóc tức tưởi hay là khóc lén la lén lút hả? Kiểu mít ướt nè. Tức là khóc thầm thôi chứ không có ra tiếng, không phải là không phải vậy đúng không? Mà nước mắt tại vì buồn, tại vì tủi thân đúng không? Rồi trong bao lâu thì hai đứa được gọi là gần gũi và hoàn toàn không bị cấm cản? Cỡ đâu em là tốt nghiệp được khoảng 1-2 tháng gì đó là em lên đây học. À lúc đó là là lên đây học. Học trên này mình ơn. Dạ. Ở đâu? Ông này chở em đi kiếm ký túc xá ở gần trường. Thuê đó. Nhưng mà ngặt nỗi không biết sao, không biết tại sao luôn.
cái trường đó đó lại sát cái nhà ông nữa, là đi qua đi lại rất là gần nhau vậy. Quá tiện luôn. Dạ quá tiện. Trời dạ. Thương đó, thấy tội nghiệp thằng bé kiên trì quá mà. Em chuẩn bị cho cái việc mà tỏ tình như thế nào? Dạ, cái hôm đó là đầu tiên là lần đi xem pháo hoa luôn. Em canh gần tới lúc bắn pháo hoa là em bắt đầu hỏi là có đồng ý làm bạn gái anh không. Mà em cứ ngập ngừng hoài, kiểu bạn cũng biết rồi, cứ kiểu nhắc em á, cứ mạnh dạn lên nói hết đi, em cứ cà lầm. Thì cuối cùng cũng nói được. Nói hết. Dạ. Thì nói sao, nói cái câu sao như thế này. Dạ là em có đồng ý làm bạn gái anh không? Mà em cứ nói ngập ngừng từng chữ một. Đó. Sau đó thì bạn cũng gật đầu. Hết đó thì trở về, trong đường trở về cứ chọc em là sao cứ cà lông gì hoài vậy. Nói rồi đưa về tới thì có câu cổ húng một cái không? Dạ không, lúc đó em đến khi nào thì em mới ủa tỏ tình không có hôn luôn. Đến khi nào mới có nụ hôn đầu tiên? Sau đó mấy ngày thì mấy ngày bữa tối đây em làm xong em chạy qua. Và sau khi em tặng cho cô ấy một nụ hôn bất ngờ thì cái phản ứng của cô ấy như thế nào? Dạ bạn chạy mất cỡ, ngập ngừng không nói gì hết. Không không em, nhưng mà kiểu em giật ra rồi là lúc đó là kiểu chưa có chọn vậy không đâu. Dạ không tính cái đó. Dạ. Còn cái nụ hôn là gọi là chính thức lắm là ở nhà ổng ạ. Nhà ổng. Dạ trong cái phòng của ổng thì lúc đó là em sắp về rồi thì em mới bước ra khỏi phòng. Ông định kia ổng cứ đè em vô tường, ông này kỳ không cho xuống cầu thang luôn, đứng cứ chặn thết bên này rồi chặn tay bên kia, không có cho em đi. Sao quần đó? Dạ, sao quần. Cỡ đâu nửa tiếng đồng hồ, xong mới hôn em được. À, dạ. Phản ứng em sao? Thì lúc đó đơ ra kiểu không có biết giải thích sao. Nhưng mà em chấp nhận đúng không? Không dạ. không có gì gạt ảnh ra. Dạ. Nhưng mà có lần nào mà những lúc mà em giận lên á thì ảnh sẽ thể hiện như thế nào? Em mà giận lên là đầu tiên là sẽ năn nỉ. Thôi em đừng giận nữa, anh xin lỗi này nọ, anh biết anh sai rồi. Kiểu lúc đó mình đang cái nư, mình đang giận mà sao mình hái giận, mình là mình trả lời mình không giận được thì cũng im lặng thôi. Thế là ổng thấy mình im lặng, cái là ổng ngồi, ổng như tủi thân á, bắt đầu ngồi khóc nước mắt gắn nước mắt dài vậy đó. Sau em nhìn em lại thấy tội quá, cái phải đi năn nỉ lại ổng. Thế là anh ơi đừng khóc nữa em, vậy thôi chứ em hết giận rồi, em không có để bụng đâu. Xong bắt đầu em phải bình thường lại rồi ổng mới bình thường lại, chứ không là cứ vậy hoài, cứ ngồi nước mắt gắn nước mắt dài tới bây giờ đúng không em? Dạ tới bây giờ cũng vậy. Ủa giờ là các em là đã có em bé rồi hả? Dạ đúng rồi. Em bé được bao nhiêu tháng rồi? Dạ 4 tháng. Vậy là mai mốt chắc nghe cả hai cha con cùng khóc chắc mẹ cũng mệt à. Dạ mai mốt gì nữa, bây giờ cũng đã như vậy rồi. Vậy đó hả? Dạ. Có cái kỷ niệm nào mà hai cha con cùng khóc không em? Thường thì bé sinh một tháng xong á thì kiểu hay bị khóc sinh lý à. Thì bé cứ khóc theo không? Dạ em bé cứ khóc tới 1-2 giờ sáng á, thế là ổng cũng ngồi ổng cũng buồn ra dòng mắt bắt đầu đỏ đỏ he là sắp khóc rồi. Cái nói thôi để em dỗ con, cho dỗ con xong sẽ quay qua dỗ ổng. Em khóc là vì em thương đứa nhỏ hả? Hay là em bất lực là nó khóc hoài? Dạ, thấy con khóc hoài mình xót á. Mình xót á đúng không? Ừ. Chứ không phải là bất lực vì nó khóc hoài luôn không được. Dễ thương quá à. Dạ. Nãy giờ kể chắc anh nghĩ chắc chồng em không có thật xấu gì đâu. Có chứ ạ. Xỉa tâm xong à. Là xỉa một đầu thôi, để đó ngày mai xỉa đầu kia. Chà, như là tiết kiệm. Đúng dạ, không? Có tiết kiệm không? Tiết kiệm nhưng mà chỉ với bản thân mình thôi. Còn với vợ con thì rất là xả láng. Vì em muốn cái gì là anh mua cho em, chỉ trong là điều kiện của anh. Vậy là tốt. Dạ. Bây giờ vậy là cũng không phải thật xấu luôn á. À, cái quần đùi mà mặc ngủ á, em mà không nhắc là một tuần mới thay. Là tiết kiệm xà bông. Không phải em, nhiều người đàn ông nghĩ trong đó có anh luôn á. Sao ngộ lắm nghe. Mỗi lần mà em có cái quần đùi mà em cái quần ngủ của em á, vợ em không dọn á là em mặc 2-3 ngày á. Hoài luôn á. Không phải thích lắm em, ngộ lắm em. Mặc xong là muốn mặc lại. Rồi sao nè, còn tật xấu gì nữa không nè? Hay quên lắm ạ. Có thích chơi game không? Dạ có. Chơi game nhưng mà từ lúc có vợ thì hạn chế rồi. Còn vợ sao nè? Vợ có tật xấu gì không? Dạ. Sợ ma nhưng mà suốt ngày nghe chuyện ma, coi phim ma. Đó là cũng cái tật xấu luôn. Đó là một cái thói quen mà ai cũng là như vậy. Dạ. Mà sợ ma vậy thì nửa đêm đi vệ sinh là cứ kêu em dậy canh cửa. Dễ thương mà. Nó dễ thương mà. Nói nghe nè, ở nhà anh thấy em quá hiền luôn. Dạ. Vậy thì cô ấy có hiền không? Dạ có, mà lâu lâu thì nóng tính. Rồi bây giờ tật xấu, dạ. Có phải là nóng tính không? Tính nóng lắm, la rồi chửi em nói kêu em đi xa ra đừng có đứng gần. Dạ không phải vậy đâu, tại vì em thì có con nhỏ, lúc nào cũng sùm xề, rồi đa phần mình dọn dẹp, mình nấu nướng nữa. Rồi ổng đi làm về một cái là chỉ muốn xài với ôm vợ thôi. Ôm vợ mà lúc đó là mình mệt rồi, người mình thì dơ nữa. Mình cứ thôi anh ra đi khi nào ổng làm xong á. Nhưng mà không, lúc nào cũng nhào vô ôm tới nỗi mình quạo lên, rồi có đi ra không? Rồi em nạt nữa ổng, thế là buồn đi lên tắm rửa rồi. Tối đó em cũng phải đi quay rồi dỗ ổng lại. Rồi vợ em có ghen không?
Dạ có, như là hay kiểm tra điện thoại em. Rồi không thích em nhắn tin hay là thân mật với một người nào. Không thích like trang của hot girl đúng không? Dạ. Bây giờ hai đứa có mong muốn thay đổi gì không? Dạ chắc là bớt nóng tính lại. Bớt nóng tính lại. Còn bên đây có muốn thay đổi gì không? Dạ có. Muốn ổng suy nghĩ cho bản thân của mình nhiều hơn, tự chăm sóc cặp mắt của mình nhiều hơn nữa. Tại vì ổng cứ hết làm việc thì đã nhìn máy tính rồi, về nhà thì cũng coi xem tivi mà ngồi gần quá, hay là ngồi chơi game cũng quá là gần nên lo cho em đó. Dạ. Thực ra mà nói là hai bạn này đều là nhỏ tuổi hết. Dạ. Nhưng mà chính là bạn này hơn bạn này tới nửa con giáp. Dạ. Đúng không? Như dạ. Vậy là cũng một thời gian kinh nghiệm hơn. Khoảng cách là cũng nhiều chứ không có giỡn đâu đúng dạ. Không? Nhưng mà cái khoảng cách của bạn này là ở bên người đàn ông thì bạn cũng chưa có đủ chín chắn đâu. Còn bé này 22 tuổi mà đã có em bé rồi thì thành ra là bé sẽ bị áp lực dữ lắm. Tại vì cái kinh nghiệm mà để nuôi con cũng chưa có, kinh nghiệm làm mẹ cũng chưa, kinh nghiệm làm vợ cũng chưa. Mà bây giờ cái cuộc sống thì còn phải hưởng thụ nhiều một chút, phải được đi chơi, phải được tận hưởng. Dạ. Thì thành ra là hai đứa phải nắm được cái bản chất sự việc của cái lứa tuổi của đối phương. Dạ. Để mà mình xử lý. Thành ra hai vợ chồng cứ nương nhau, chia sẻ với nhau để mà tạo ra một cái gia đình hạnh phúc. Dạ. Nghe. Dạ. Rồi, xin cảm ơn hai em. Em tên là Lê Thành Hiếu, đang là kỹ sư xây dựng, hiện đang làm ở Bình Dương. Em năm nay 25 tuổi. Hiếu cũng là quê Bình Dương luôn. Dạ không, em quê ở An Giang ạ. Dạ, xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em tên là Phạm Ngọc Duyên, năm nay em 25 tuổi. Quê của em ở Vĩnh Long và hiện em đang làm việc tại Bình Dương. Ủa nhưng mà Hiếu và Duyên là cơ duyên nào các bạn lại gặp nhau? Là cách đây 7 năm thì tụi em cùng học tại trường đại học Cần Thơ, cùng học cùng khoa. Nhưng mà chồng em thì học ngành xây dựng, còn em thì học ngành quản lý công nghiệp. Có một cái môn tụi em học chung đó là môn bóng truyền. Thì cái lần gặp đầu tiên của tụi em là diễn ra tại sân bóng truyền. Thì cái ấn tượng đầu tiên về chồng của em á, anh rất là già, đặc biệt là anh có cái nốt ruồi ở đây nè, nhìn gian đó. Gian đây không? Rồi á, chán thì đầy nếp nhăn luôn. Xong rồi anh mặc áo thể dục, rồi quần thể dục thì anh xăng lên tới đây nè, rồi anh lộ cái chân ra lông không vậy đó. Để ý từ con về chó để ý tới cái phần trái ngăn rồi trời ơi. Dạ, cái chân lông không. Tự vì khi mà em quan sát ảnh thì em quan sát từ phía sau nên nhìn thấy cũng cao lớn cũng đẹp, nhưng mà khi anh quay lại cái nhìn cái mình cũng xỉu vậy đó. Cái gì vậy đó? Chị nhìn đây chị đâu thấy xỉu gì đâu. Mọi người có nhìn thấy Hiếu có xấu không ạ? À? Đẹp trai mà. Trai đúng không? Ít ra là Hiếu cũng đẹp trai luôn được chút xíu. Thôi còn em, Hiếu, lúc đó em gặp Duyên thì sao em? Em thì hầu như trái ngược lại với vợ, là em cũng nhìn cô gái này nói chung là rất là xinh, rất là đẹp, đặc biệt là tóc thì dài. Dạ, cái buộc cái chùm tóc thì rất là tươi tắn làm em rất là thích. Lúc đó nhưng mà chưa có một lần nào mà tỏ tình thể hiện với vợ em trong cái thời gian đó. Đến khi nào thì em mới thể hiện cho cô ấy biết? Suốt cái quãng đường đại học luôn là em không thể hiện. Đến mà cái thời gian mà em đi làm, rồi cái cơ duyên là Duyên trở về An Giang làm chung với em, tại vì em cũng có thời gian làm việc ở An Giang nữa. Cho nên hai đứa em gặp nhau rồi lúc đó tình cảm của em á nó mới bộc phát trở lại. Có nghĩa là gặp nhau cách đây 7 năm. Dạ. Yeah. Nhưng mà tỏ tình là cách đây mấy năm? Dạ, tỏ tình là cách đây khoảng một năm chị. Trời ơi, cái gì mà cách xa lâu dữ vậy đó hả? Gặp 7 năm mà coi như cách đoạn nhau 6 năm đúng không? Dạ. Rồi mới cách đây một năm là tỏ tình. Dạ. Tại vì trong quá trình học bóng truyền đó, em với cô bạn của em á giỏi thể thao lắm, cái đăng ký du học bóng truyền nhưng mà không đứa nào biết. Cái anh này nè, bữa đó ảnh cứ cầm trái bóng mà ảnh chơi một mình à, giống như là tự kỷ vậy đó. Cái đầu em mới lại cái anh này nè, em mới nhờ anh ơi chỉ giùm em bóng truyền. Cái ảnh cũng nhận lời luôn, rồi từ đó tụi em biết nhau. Rồi sau đó khoảng một năm thì em cũng có người yêu, đó là cũng là mối tình đầu của em. Xong rồi em với cái người đó quen nhau được 3 năm, nên lúc đó em đâu có... Coi như bị dương tính, nói chung là hai bạn cách gọi là cách khoảng nhau là 6 năm trời. Dạ.
Ừ, mà bạn này cũng dở thì các cơ hội tới không chụp liền đi. Để giảng ra hết 6 năm. Trời ơi, phí hoài. Nhưng mà cuối cùng cũng hốt được à. Khi về An Giang, nhắn tin tỏ tình thì sao? Cái lúc hốt nhau á. Thì lúc đó hai đứa em là cũng đang là độc thân hết rồi. Đang là độc thân, tức là trước đó là em cũng đâu có bạn gái à? Đúng rồi anh. Khi mà biết vợ em có bồ rồi á là em buồn quá. Ngã rẽ sang hướng khác. Trời ơi, ngã rẽ sang hướng khác. Nói chung là không nghĩ cô này nữa. Tính của em nó vậy đó. Rồi lúc mà nhắn tin tỏ tình, đặc biệt nhất là cái tin nhắn là muốn cưới trước rồi tìm hiểu sau. Trời ơi. Nhưng mà lúc đó đặc biệt cái là vợ tự nhiên sao đồng ý luôn. Cái là hai tụi em là tìm hiểu qua tin nhắn rồi làm tới luôn. Làm tới luôn. Cưới luôn đó hả em? Dạ. Thì khi mà anh mới nhắn tin tỏ tình với em á, em đồng ý liền. Cỡ 3 ngày sau bắt đầu em nhận được cuộc gọi. Thì cái cuộc gọi này là hẹn em đi uống nước để mà gặp mặt nói chuyện. Thì em nhận được cuộc gọi thì là con gái anh trai. Dạ là con gái anh, là cô bồ cũ của anh này nè. Phải gì mới nói rõ. Phải gì mới nói rõ. Nghe vậy là biết rồi. Ai biết, tưởng nhiều khi là mẹ của bồ cũ. Cuộc gọi là biết rồi. Rồi cái em gọi cho anh này liền. Em không có dám nhận lời đi. Cái người đó đó, cái gọi em hẹn em hoài à. Cái em sợ quá, em không biết làm sao hết trơn á. Em nói là em đi học Anh văn. Trời mưa tầm tã, em cứ nghĩ là cái người đó đã hủy cuộc hẹn với em rồi. Ai về đâu, khi mà em kết thúc cái buổi học đó xong, rồi cái người đó tiếp tục hẹn em, nói là đang ở đó đợi em. Rồi em thấy cái người này cũng nhiệt tình. Cũng thôi cứ đi gặp đại. Thôi cứ đi gặp đại đi, tới đâu thì tới. Thì ấn tượng đầu tiên của cái người đó là làm cho em có cảm giác cũng thân thiện. Xong rồi cái người đấy mới nói là rất là thương hiếu, không thể nào mà nói bỏ là bỏ được. Cái người đó cảm giác giống là muốn tha thiết em từ bỏ hiếu đi để mà nhường lại. Nói chung là nhường lại đó. Dạ. Rồi lúc đó cái ý định trong lòng em là em muốn rút lui, tự vì thật sự lúc đó tình cảm của em dành cho Hiếu cũng chưa có nhiều. Rồi qua cái cuộc trò chuyện đó xong, em mới nói Hiếu là em không muốn tiếp tục nữa, tự vì em có cảm giác là mình đã lấy mất cái hạnh phúc của người ta. Em có cảm giác em là người thứ ba. Xong rồi Hiếu cho em cái niềm tin nó lớn lắm luôn. Hiếu nói là Hiếu đã quyết định chọn em rồi thì Hiếu sẽ giữ em chứ Hiếu không để em mất. Xong rồi bằng nhiều cái hành động lắm, Hiếu làm cho em nhiều thứ lắm, rồi em quyết định không có từ bỏ Hiếu. Rồi cô kia có đồng ý không? Em nghĩ là cái người đó cũng không có muốn đồng ý, nhưng mà do em với Hiếu quá kiên quyết rồi, chị có muốn ngăn cản cũng không được. Rồi cô có hẹn nữa một lần không? Có lần thứ hai đề nghị em chia tay Hiếu thêm lần nữa không? Không có đề nghị em chia tay với chồng em nữa, nhưng mà thời gian đó hay gọi cho em lắm, hỏi em về sở thích hay tính tình, em có hiểu gì về chồng em không. Rồi em nói là em muốn tìm hiểu từ từ để mà giống như là mình cùng vượt qua, cùng tự tìm hiểu. Rồi còn cái lần nào mà cô gọi cho em để mà cô hẹn ra nữa hay không? Cách đây là khoảng 4 tháng, chị có nhắn tin cho chồng của em là nói là hiện tại chị đang bệnh nặng, nếu như mà không đưa đến bệnh viện kịp lúc á thì có thể là 3 ngày sau sẽ phải chết. Cái lúc đó chồng em chia sẻ với em thì em cảm thấy là rất là sợ, tại vì lúc đó mình không có nghĩ là đó là người yêu cũ của chồng mình, mà mình nghĩ đó là một cái người chị của mình. Cái bắt đầu em mới tìm đủ mọi cách để mà liên hệ với người nhà của chị tới để chăm sóc cho chị. Chị nói là chị muốn là chồng em về để mà gặp chị. Rồi em mới tìm được là em của chị đó, em mới nói là tình trạng của chị như vậy đó, coi để mà đưa chị tới bệnh viện để mà kịp chữa chị. Xong rồi cái anh đó anh cũng tìm hiểu về chị, cái bắt đầu anh lại chửi em. Anh nói là nói láo, chuyện không có mà nói có. Qua lần đó em cảm thấy rất là bức xúc, em không hiểu tại sao mà lại chửi em chị như vậy. Chị hiểu rồi. Ủa rồi còn Hiếu thì sao? Nói chung cái việc đó xảy ra thì cũng làm em có chút lo lắng. Em cũng cùng với vợ tìm hiểu, cũng liên lạc với người anh đó. Rồi qua lần đó em cũng nói chung là muốn hoàn toàn cắt đứt liên lạc với chị đó. Nhưng mà tới bây giờ thì sao? Hiện tại thì cũng lâu lâu nhắn tin với em, nhưng mà em cũng trả lời theo phép lịch sự rồi cho qua thôi. Chứ không có ý gì hết. Chị cũng muốn chia sẻ một chút xíu với em. Thứ nhất là thái độ của em cần phải kiên quyết, không tin tức, không nhắn tin, không gì cả. Chỉ một lần duy nhất em nói một câu là anh đã có gia đình.
Em không muốn mang đến cái nỗi buồn cho cái gia đình nhỏ của em. Và cái người kia nên dứt khoát tư tưởng và có cuộc sống riêng. Em hiểu ý chị không? Yeah. Để cái hình ảnh của em nó xa dần trong cái đầu óc, trong ký ức của cái người con gái kia. Yeah. Đúng không nào? Yeah. À, còn về phía em cũng vậy. Em đối với người ta như thế là đủ rồi. Có nghĩa là cái sự cảm thông của em như thế là đủ rồi. Bởi vì cái người đàn ông họ có quyền chọn lựa trong cái quá trình yêu đương. Yeah. Họ được quyền chọn người này và chọn người kia. Nếu như người nào thấy phù hợp với người ta thì người ta được quyền chọn. Thì chồng em đã chọn em. Và em đã có một cư xử rất là đẹp đối với cái người con gái kia rồi. Thì em cũng chấm dứt luôn. Em cũng không cần thiết phải lăng nhăng nữa. Yeah. Đúng không? Đó là về phía tụi em. Còn về phía bạn gái cũ của em á. Yeah. Ví dụ như bạn có theo dõi chương trình này. Thì với là một người mà đã trải qua nhiều những cái kinh nghiệm và cũng lớn tuổi rồi. Có thể là những bậc đi trước bạn. Thì tôi cũng có một cái chia sẻ với bạn như thế này. Bây giờ bạn nhìn cái thực tế là họ đã làm một cái gia đình rồi. Họ đã làm đám cưới danh chính ngôn thuận rồi. Và bản thân họ, họ rất là yêu nhau. Có nghĩa trái tim của cái người đàn ông mà bạn từng nắm giữ, họ đã dành cho người khác rồi. Thì tôi nghĩ rằng bạn không việc gì mà bạn phải tự làm khổ mình như vậy. Bởi vì cha mẹ sinh ra mình, cha mẹ chỉ mong muốn mình được có một cuộc sống hạnh phúc, mình được hưởng cái điều đó. Tại sao bây giờ bạn tự làm khổ mình như vậy? Rồi cái làm khổ mình nó chuyển qua làm khổ tới cha mẹ mình. Tự nhiên á, vô lý quá. Đúng không? Bạn hy sinh như vậy có đáng không? Không hề đáng một chút xíu nào hết. Nên tôi khuyên bạn, bạn phải có một cuộc sống hạnh phúc, một mối tình hạnh phúc, chứ bạn không nên đau khổ như bây giờ. Đó là cái lời khuyên từ đáy lòng của tôi dành cho bạn. Bạn quên cái gia đình này đi, bạn quên hẳn họ đi, đừng có để tâm tới nữa. Nha. Đúng không? Thì tôi thấy là như vậy. Cho nên bây giờ nói chung là bây giờ quan trọng là trước phải dừng lại hết. Thì đó, thôi coi như bây giờ hiểu rồi, thôi mình chuyển qua cái cặp này đi đó. Mình chuyển qua cặp này đi. Bây giờ sẽ không hỏi những cái tật xấu của nhau nữa. Tại vì các bạn còn quá mới, phải không? Thôi bây giờ anh muốn hỏi là em mong muốn bạn duyên này sẽ thay đổi những cái gì để phù hợp với lại cái cuộc sống gia đình mình bây giờ. Muốn vợ em thay đổi lớn nhất á, là cái cảm xúc của vợ em là lạc quan, tươi tắn hơn một tí nữa. Chứ hiện tại là có nhiều cái vấn đề đến với Duyên á, là cô ấy hay lo lắng, hay băn khoăn nhiều chuyện lắm, rồi dẫn đến cảm xúc nó không tốt, rồi nó buồn, làm cho cuộc sống nó buồn. Em khi nào em nói rằng là Duyên à, đừng lo sợ gì cả, tất cả mọi thứ hãy để anh lo. Có vậy em nói điều đó với Duyên. Cả hai em cũng từng nói với nhau như vậy. Ừ. Nói chung là hai em cũng giống như là điểm tựa của nhau. Ừ. Ồ, quá tốt. Thế còn Duyên, em mong muốn Hiếu thay đổi điều gì? Đối với em thì tới thời điểm hiện tại thì em cảm thấy cái quyết định bồng bột nhất thời của em là một quyết định hoàn toàn chính xác. Thì em cảm ơn cha mẹ, chồng của em đã sinh ra chồng của em. Em cảm thấy rất là hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Tuy nhiên thì do cái vấn đề công việc của chồng của em là một kỹ sư, nên không có thể mà tránh khỏi những cái tiệc tùng nhậu nhẹt đâu đó chị. Nên em nhiều lúc cái vấn đề mà nhậu của chồng em làm em rất là buồn. Mỗi lần mà gọi điện mà nghe anh bảo là nhậu là em cảm thấy rất là lo. Tự vì chồng em là bác sĩ khuyến cáo là không có nên nhậu nhiều. Nhậu nhiều sẽ làm cho cái nồng độ gan nó cao, không có tốt cho sức khỏe. Men gan cao. Dạ. Nên em muốn chồng em là giảm bớt cái việc nhậu đó đi, để mà giữ gìn cái sức khỏe. Tự vì sắp tới tụi em cũng có kế hoạch là sanh em bé. Bất nhậu được không? Dạ, sẵn đây em xin hứa với vợ, với hai anh chị và mọi người ở đây cũng như mọi người đã xem chương trình, thì em sẽ hạn chế đến mức tối đa cái việc nhậu. Đúng rồi. Không việc thôi. Giờ xin chúc cho Duyên với Hiếu cuộc sống các em lúc nào cũng vui tươi hạnh phúc nha. Dạ. Và trong năm nay sẽ có tình vui. Một hay hai? Hỏi một đứa chứ đi. Thôi. Em tên là Nguyễn Công Nguyên, năm nay 30 tuổi. Em từ Yên Bái vào đây được 20 năm rồi. Còn vợ? Dạ, em tên là Nguyễn Trần Thanh Hiếu, hiện nay 30 tuổi, hiện đang làm công nhân, nhà em ở thành phố Hồ Chí Minh. Hai bạn gặp nhau trong trường hợp nào? Dạ, đó là khoảng tháng cuối tháng 8 năm 2011 ạ. Thì em có cùng một bạn thân đi sinh nhật có người bạn của bạn này. Thì từ đó thì vô tình gặp vợ em ở đấy thôi. Vô trong quán karaoke. Em với con nhỏ bạn em, con bạn em kêu hồi mày mới chia tay người để tao thì cô anh này đi quen chơi cho vui đi. Cô chơi. Xong cái
đi qua cái mời uống bia, hai đứa qua mời uống bia, cái anh này nói thôi mình không uống đâu bạn, mình uống về nhà má la. Xong em với nhỏ bạn em quay qua nói nhỏ, đàn ông con trai gì đâu mà giờ nhà cứ uống bia về nhà má la nghe thấy phát ghét. Tao với mày thay phiên nhau qua chút bia cho say luôn đi. Đó thì cuối thông... cùng thì anh có say không? Dạ có. Có về má là thật chị ạ. Em khai là em bị gì? Thì cũng nói thật là đi chơi sinh nhật thôi chị, uống bia và thế thôi. Vậy thôi. Chứ không cho nói là gái nó chút bia chị. Không dám nói gì đó đâu, nếu mà nói nữa chắc la dữ nữa. Dạ vâng. Rồi sau đó cái tình cảm của các bạn tiến triển ra sao? Lúc đó thì cái nhỏ bạn em mới hỏi anh này là có muốn xin số điện thoại của em không? Anh kêu gật, cái là thế là nhỏ bạn em nó cho số điện thoại. Xong rồi về nhà rồi nhắn tin đâu được một tuần sau cái em hai đứa mới gặp mặt. Thì lúc đó em nói là mới chia tay thôi kệ, cũng quen đại đi. Quen đại nhưng mà về phía bạn này thì như thế nào? Dạ thực tình lúc đó cũng chưa có người yêu anh ạ. Nên thấy cũng với trong cái buổi sinh nhật đó thấy vợ cũng vui tính, cũng nhanh nhẹn thoải mái, thế cũng để ý chút chị ạ. Cũng xin số điện thoại về, có việc thì về Bắc khoảng 10 ngày cơ. Trong quá trình về Bắc là có nhắn tin qua lại với vợ thì hỏi thăm rồi làm quen, xong thấy rất là hợp chị ạ, nhắn tin rất là hợp. Thế là quyết định khi là vừa về tới miền Nam rồi xong là lập tức mời vợ đi ăn tiệc ngay chị ạ. Trong lúc yêu nhau thì có những cái trục trặc, có những cái trắc trở gì không? Dạ có. Lúc đó là người yêu cũ của em nó đi lên Sài Gòn đi làm rồi, cái xong rồi cái ảnh mới hẹn em là thôi Noel này em đi chơi với anh nha, tại vì lúc đó em quen người cũ là ở dưới miền Tây, quen xa, ở xa nên là chưa dịp lễ Tết gì không có đi chơi chung với nhau, nên cái lúc đó cái anh ăn năn nỉ thôi Noel lần này thôi mình chia tay rồi đi chơi lần cuối với anh đi. Cái với em, người yêu cũ đó. Dạ cái em sắp xếp em sắp xếp là anh này thôi mình em mới nói này thôi 24 mình đi đi. Cái 25 em đi với anh đó. Biết là không hề biết anh ạ. Nhưng mà vô tình phát hiện ra. Vô tình 25 cái anh kia tới nhà chở em đi ra ngoài công viên gần nhà là đi ăn. Vừa mới vô quán ngồi xuống vừa mới kêu món thôi à, anh này gọi điện thoại tới. Alo em có nhà không? Dạ có, em đang ở nhà anh. Vậy em đi ra đầu ngõ đi anh gặp xíu. Trời ơi. Nghe chết chết rồi giờ sao. Em nói với người yêu cũ em nó chết rồi anh giờ sao đây. Bạn trai em tới tìm em. Thì kêu cái bạn em, bạn người yêu cũ em mới nói thì kêu hẹn gặp bữa khác đi. Em kêu tới nhà rồi, bây giờ anh chở em về gấp. Thế là phải chở em về nhà. Thấy anh này đang đứng ở đầu hẻm em kêu dừng đừng xa xa đây em đi bộ lại. Nhưng mà em có nhìn thấy người ấy không? Dạ không ạ. Em chỉ quay lưng thế vậy em thấy thôi. Mà vợ em hơi bờm thì sao chị? Không giấu dấu vết được. Là đi tay cầm cái nón bảo hiểm thế này chị. Là đây biết rồi chị. Lần đó giận nhau bao lâu? Chắc phải gần tuần đấy chị ạ. Một tuần. Dạ. Rồi xong rồi quen lại. Đến nào làm quê trước? Dạ em. Tại vì mình là còn người có lỗi trước. Là qua ngày hôm sau liền luôn là cứ nhắn tin năn nỉ xin lỗi riết luôn. Rồi bao lâu thì cưới nhau? Dạ gần 4 năm. 4 năm rồi ạ. 4 năm. Kể từ lúc đó là 4 năm sau mới cưới. Dạ vâng ạ. Bây giờ là cưới nhau được bao lâu rồi? Dạ 1 năm 4 tháng. Là em bé chưa? Dạ rồi em bé được 4 tháng. Lấy nhau về rồi hai vợ chồng có thấy đối phương của mình không có thấy người bạn đời của mình có lòi cái tính xấu không? Tính xấu của em thì lòi ngay từ khi mà mới quen rồi em không có giấu giếm gì hết. Như vậy là em nhường cho anh này khui tật xấu ra trước. Đúng không? Tối nay cho anh ngủ chung nhá. Dạ thực tình thì vợ em là người rất là thẳng tính ấy chị ạ. Là có sao nói vậy, không có giấu giếm trong lòng. Em cũng chuẩn bị trước tâm lý rồi, là biết tính vợ như vậy rồi. Và cũng vì hoàn cảnh gia đình thì cũng hơi lười. Tại là ở nhà đi làm suốt thì bố mẹ con lo cơm nước ở nhà anh chị, nên không phải nấu nướng cái gì cả, không phải dẹp gì cả. Tức là hiện giờ là tụi em đang ở với ai? Hiện tại bây giờ sinh xong là ở chung với ông bà nội. Bây giờ là đang ở chung ông bà nội, ông bà nội ở trong Nam luôn. Dạ vâng. Nhưng mà đầu tiên lúc mà mẹ em biết là em có định, có ý định là lấy vợ là con gái miền Nam á, thì mẹ có ý kiến gì không? Dạ có chị ạ. Tại bản thân mẹ em là người miền Bắc vào chị ạ. Cũng nghe nhiều về gái miền Nam. Cũng gặp nhiều nên mẹ cũng không thích gái miền Nam mấy. Nên quyết tâm là nguyên ta không cho mình lấy gái miền Nam đâu. Em cũng biết. Thế là những đứa đầu tiên về em lì lắm chị ạ. Cứ như nhà có mỗi lần dỗ cha thì chẳng lẽ lạc ấy, cứ dẫn vợ về hết chị ạ. Bắt làm hết. Cứ lì lì chị. Không thích cũng dẫn về chị. Cũng may mắn thì mẹ em là người hiểu chuyện đó chị. Cũng thấy cô này cũng chịu làm, chịu nghe, chịu học hỏi để làm đó chị. Nên từ cũng chịu. Dạ. Nhưng mà trong những tháng đầu về ở chung thì giữa em và mẹ chồng em thì có như thế nào? Lúc mới về thì vợ chồng em ở riêng chị ạ. Dạ. Tới lúc sinh con thì mới về chung với bà nội thôi. Tại ở gần đấy. Nhưng tụi em ở cách nhau có mấy căn nhà thôi chứ mẹ. Thì về
cái nhiều khi về cái em đứng, tại em đứng lâu á, em hay mỏi mà đứng rửa chén, cái bồn nó cao, nó khơm em lâu á, nhiều khi cái em cứ bắt anh này phụ em rửa chén, ăn xong em phụ rửa chén xong rồi hai đứa mới về nhà phòng của mình. Thì cái một lần cái mẹ thấy anh này rửa chén, cái thấy là hôm sau cái chở mẹ đi chợ á, cái mẹ mới nói, mẹ kêu là Hiếu nha, lần sau á là con không được để nguyên nó rửa chén, ba mà thấy là ba không có thích đâu. Thế là mẹ đã chỉnh em như thế. Cái này con nói dạ con biết. Rồi cuối cùng thì bây giờ em có phụ vợ rửa chén không? Dạ hay có là... chị ạ, vẫn rửa chị ạ. Em vẫn phụ đúng không? Dạ, tại, tại vì do là em mới sanh em bé nên là chưa mẹ chưa có cho làm việc nhiều, nên là mẹ để anh này phụ em. À là mẹ đồng giờ... ý để cho dạ, cho Nguyên rửa. Dạ, do mới sanh em bé. Còn cái tật xấu gì nữa không? Nóng tính lắm mình ạ. Nóng tính lắm. Nóng tính lắm. Có bao giờ mà em bị ăn đòn? Đã đòn chưa tới mức đấy ạ. Nhưng mà la, ủa la to lắm chị ạ. Sợ lắm. Không biết làm gì cả, thế thôi im lặng chị ạ. La to thí dụ như sao đâu, la. Như em thì ham chơi chị ạ. Nên lần đi chơi khoảng 3-4 tiếng về, khuya mới về, thì vợ đợi cửa. Thế mặt vợ là hiểu rồi. Thế đáng kìm súng thì vô, coi vợ nói sao. Bữa nào mà vợ vui vui ấy, thì la nhẹ nhẹ lắm, chui tạt vô giường ngủ thôi. Bữa nào là vợ la to quá, sợ im ru thì chạy ra ngoài. Không, anh nói quá rồi đó, em không có la to, em chỉ đếm thôi. Mỗi gì em chỉ đếm từ 1 tới 3, nếu mà không làm thì em xử sao. Rồi bây giờ tới em đó. Anh ấy, anh là bị hen suyễn mà anh lại cứ khoái hút thuốc lá. Dạ. Rồi lúc quen em á, tới thì còn ý là em kìm cặp á, là em hay nhằn á, nên là ít hút. Mà từ cưới về cũng vậy, nhưng mà từ lúc em sanh em bé tới giờ không ai quản hết á, là hút hơi bị nhiều luôn. Nhưng mà có em bé ở nhà hút thuốc mà còn bị hen suyễn nữa thì phải cẩn thận. Dạ, dạ. Mà hứa trước mặt em, trước mặt mẹ hứa hoài mà không bỏ. Cái lời hứa đó nhiều khi không bay, không có tới được. Mà hôm nay em muốn anh hứa không? Dạ có. Và bây giờ trước khi ông hứa thì em mong muốn ông xã em thay đổi điều gì? Dạ thì là bớt mê chơi lại đi, biết lo lắng cho gia đình. Tại vì anh này anh còn vô tư, anh hơi mê chơi lắm. Ở nhà mà mẹ với em mà nhờ việc gì á là cứ hẹn lần hẹn lựa. Mà đang nằm với em cái bạn gọi, alo mày rảnh không cu, đi cà phê. Thế là quay qua, vợ ơi cho anh đi nha vợ, nửa tiếng anh về. Lẽ đi gọi, nói chung là bạn gọi một phát là chưa đầy 30 giây là đi liền. Mà nửa tiếng về không? Dạ không, toàn giờ với thun không anh? Thế em nếu mà muốn vợ thay đổi thì chỉ một cái thôi anh ạ, đó là chỉ mong vợ nghe lời chồng một chút, đó là cư xử khéo khéo một chút thôi anh chị. Cái sự khéo khéo là em muốn khéo như thế nào? Tức là ví dụ nói chuyện với người lớn chẳng hạn chị, biết khéo léo tinh tế một chút, đừng có nghĩ gì nó ra liền như vậy không có hay. Nhưng mà chắc là mẹ em hiểu được cái cá tính của con gái miền Nam đúng không? Dạ vâng. Về phần mình ví dụ mình ở trong gia đình người Bắc thì mình cũng phải gọi là tề lại bản thân mình một chút xíu để mà mình dung hòa. Em có muốn nói gì, một cái lời gì đó với mẹ chồng không? Để cho mẹ hiểu mình hơn. Dạ, thật sự là con rất thương mẹ. Con biết là từ khi về con làm dâu trong nhà thì con đã nhiều lần đã làm mẹ buồn. Nhưng mà mẹ hãy tha thứ cho con, rồi con sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân mình hơn để phù hợp với nhà mình. Vâng, cũng mong là chị hiểu và thương cái cô con dâu này. Tại vì khi mà nói cái lời xin lỗi với chị là cô đã ráng cô kềm lắm, không là cô khóc nhè rồi đó chị. Còn có muốn anh thực hiện cái lời hứa của mình không? Dạ có chứ anh. Rồi, đó cái điều đó là điều quan trọng đúng không? Nhân đây thì anh nghĩ là Nguyên cũng nên có một lời hứa với vợ. Thì từ đây xin hứa với vợ, từ bây giờ sẽ bỏ thuốc lá. Nếu mà không bỏ được thì sao? À, tùy vợ xử lý. Đấy, tùy vợ xử lý nha. Rồi cảm ơn tụi em. Dạ. Cảm ơn anh chị.